hồi nãy sao không làm được? À chú thím út kìa. À ơi, chú thím út về. Quên đồ hay gì à? Quên điện thoại. Thấy chưa? Quên điện thoại. Quên đồ hay gì đó. Con chào bà đi con. Chào bà Út đi con. Chào thím. Con cần chào thím. Vậy không? Vậy xe. Dạ tưởng chưa. Để chút con mong không về nữa chứ. Giờ chạy nó về chú. Chào chú Út. Nó cầm tiền vô lì xì cho mấy đứa này lỡ không có về. Tụi mới tới nè. Dạ tụi mới tới đây. Đạp mạnh lên con, đạp mạnh lên. Dạ, cũng sáng là cũng mới về chứ. Sáng giờ xong chạy vô đây. Hôm nay vừa giờ vô lời gặp cái nông đi hoài rồi. Nông không biết. Từ rồi, đi quá. Không có về quê, mà nào lên xuống 4 năm rồi. Về với tầm nhẹn không? Trời, tới nữa rồi. Tới cũng đúng lúc luôn á. Ấy không, trời ơi, cái xe này sao nó chạy ta? Cái xe nó chạy hả? Vợ em nhìn trẻ quá ha. Rồi đó, hôm nay con nó được nó mới 25 tuổi rồi. Nó trẻ quá trời. Từ mi. Ngồi lên đi con. À con chị nè. Con chào chú đi con. Thì chị cũng làm công nhân đó mà. Ừ, thì chị làm công nhân thì công ty cũng 60 triệu cho nhiều đâu mà không có.